you close your Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với tập thứ 2. Đây, tiếp tục đến với tập thứ 2 đây các bạn thấy không? Quả gì đây? Ủa sao nó chưa lung lay nhỉ? Rõ ràng là mình chờ đến lúc là nó sắp nở rồi mình mới... Ủa? Chưa lung lay, vô lý. Rồi luôn, chắc nó thấy mình quay quay đến nó là nó không lung lay các bạn. Đẻo thật. Đây, hiện tại mình đang ở trong cái khu gọi là trú ngự tạm thời, mình đang lung đá mà. Bởi vì là đây lung lay. Bởi vì là ở đây rất là lạnh nên đâm ra mình phải sưởi lửa lên các bạn. Lồi lửa lên để có thể là cho nó ấm áp, chứ không ở đây lạnh lắm. Đấy, mình phải lấy đá các bạn thấy khổ không? Trời ơi, lấy đá để chúng ta có thể là nhóm bếp. Đấy. Trời ơi. Rồi đây. Đây. Thì có rất là nhiều các bạn hỏi rằng là anh ơi tại sao không có cá, anh định thuần phục kiểu gì? Trời ơi, đơn giản vậy. Rất là đơn giản thôi. Chúng ta chế cái cung. À nhầm. Chúng ta chế cái cần câu các bạn. Chế cái cần câu một cái là được liền. Nhưng mà từ từ nữa nha. Quên mất là chúng ta đã hết chế cái cần câu một cái là được liền. Nên là các bạn yên tâm, không phải lo ngại gì đâu, không phải lo nghĩ gì. Quan trọng là chúng ta chờ rồng nở kìa. Đây cái cần câu đây chúng ta chế. Mình có sợi chỉ ở đây rồi, mình cũng có gậy rồi. Thế là chế một cái là xong. Đó, cần ba cái gậy rồi. Mình thiếu mất một cái bạn. Rồi không sao, thoải mái đi. Ok, thì chúng ta sẽ dịch chuyển ra đây nhá. Tạm thời mình cứ để quả trứng rồng đây đã. Tí nữa vài nó sẽ nở. Mình biết là mình đi xa này là nó sẽ không thể nào mà nở được luôn. Nhưng mà không sao, tạm thời để đấy đã. Chúng ta ra đây tiện thể là đi tìm da bạn. Đi tìm da này, đánh mấy cái con động vật này có thể là farm lên level. Bởi vì là cái gathering. Đây, cái gathering này level 4 thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái cần câu. Thế nên là rất là khó. Rồi. À, tử thần. Úi trời ơi, được luôn oxygen à. Ngon. Đấy các bạn thấy không, gặp tử thần lấy lên. Xương này mình cũng cần này. Cái xương này mình cũng cần rất là nhiều này. Thế nên là mình sẽ nhặt hết đi. Có cái gì là nhặt hết. Đó, hiu. Chạy động. Đứng lại. Đứng lại. Con này chạy nhanh thế nhỉ. Đứng lại xem nào. Rồi, level 3 rồi. Đã cộng được, mới tăng được lên level 2 của gathering các bạn. Đứng lại coi. Rồi, lên level 2. Rồi, mình tiện thể là hình như đây có cái mỏ sắt này, mình sẽ đào luôn nhá. Phải mỏ sắt không? Ừ, chuẩn luôn. Bởi vì là chúng ta sau này, nói chung là sau này hay là hiện tại mình cũng cần rất là nhiều sắt. Không cớ gì mà mình tiện thể mình về, thay vì là mình nung đá thì mình về nung sắt nó sẽ có lợi hơn. Đấy, vừa sưởi lửa, vừa sưởi ấm mà lại có thể là có sắt. Một công đôi việc mà lại có cả kinh nghiệm ạ. Không phải một công đôi việc nữa mà cái này gọi là một công ba việc. Thoải con gà mái rồi. Level lên cả level mà lên cả gọi là độ ấm áp mà cũng như là được cả sắt để chúng ta có thể là chế tạo vũ khí này, kiếm này để nâng cấp này. Đấy, chế tạo máy station. Ok, máy đấy là giúp chúng ta có thể là có được cái đồ huyền thoại. Đây, uống nước đã nhá. Mình có nên là làm luôn cái bàn chế tạo đây không, rồi chúng ta câu cá đây được không nhỉ? Câu cá đây cho nó mát nhỉ? Ừ, hợp lý. Rồi. Ở kia có mấy con kia để lấy ra kìa, mình sẽ chặt luôn cái gỗ bạch dương. Chặt để làm gì? Để chúng ta làm giấy này, sau đó thì ra kia kiếm lấy 6 cái da. 6 cái da chúng ta làm cái canteen các bạn, cái bình nước để chúng ta uống cho nó uống nước sạch các bạn. Cho đỡ mất công uống nước bẩn. Đấy, hợp lý chưa? Bạn thấy mình tính chuẩn chưa? Rồng thì yên tâm, tí nó về chắc chắn nó sẽ nở rồi. Chỉ là một sớm một hai sớm hay muộn thôi. Ok. Thoải con gà mái các bạn ơi. Thoải con gà mái. Rồi. Chặt thêm mấy cây nữa đi. Cái này mình phải để ý nha. Cây này mà đổ vào người thôi là chết queo luôn đấy các bạn. Giống ngoài đời thực lắm đấy. Ví dụ ra đây mình mà ra đây đỡ cây là thôi. Chết tươi luôn. Ui, bên kia có ngôi làng à? Ui. Ngon. Trời ơi, bên kia có ngôi làng các bạn ơi. Ôi, bây giờ mình mới để ý các bạn. Rồi, hay quá, có ngôi làng luôn ạ. Có ngôi làng luôn ạ, được của nó. Hợp lý rồi. Ok, chúng ta sẽ có cách rồi. Ở đây chúng ta sẽ có mấy cái con này. Ô, con này làm sao đấy? Hình như là nó đang... À đây rồi. Trời ơi, nó bị lag các bạn thấy không? Bảo sao tự nhiên không đánh được con này. Đứng lại. Rồi, cái gì đây? Được 2 da, 6 da, chúng ta cần 6 da thuộc cơ. Có con gì không? Con này cho chúng ra. À đây. Đây còn con nhỏ nhỏ không biết là cho mình ra không? Chắc là... À đây có con to rồi. Chạy đâu? Con Maka các bạn. Con này là chúng ta cũng có thể là thuần phục nó.
Sau đó thì nó làm cái vật cưỡi, vật kiểu như là nó sẽ đi cùng mình ấy, pet đấy các bạn. Rồi, nhưng mà cần có cái gậy cơ. Rồi, được 4 rồi. Bên này có một con nữa này. Con này cũng khá là to các bạn. Con này khá khá thôi. Không biết cho mình 2 dai không hay là. Ok, cho 2 da nữa, đẹp. 6 da rồi. Chúng ta đã có đủ. Ui, bên này có sắt nữa này. Đào luôn chứ ngại ngần gì tầm này. Trời ơi. Ủa trời cho mà các bạn. Đào sắt là. Cái sắt là cái thứ kiếm dễ nhất. Nhưng mà nhiều khi là mình cần lắm. Nhiều khi là mình đang kiểu như là đang lấy chỉ số VIP mà không có là thôi. Lại phải mất công đi đào. Lúc đấy đi tìm là khó lắm luôn này. Lúc mình cần là nó lúc mình không cần là, nói chung là tìm đi đâu cũng nhìn thấy sắt. Nhưng mà lúc bắt đầu mình cần rồi thì thôi. Ôi, tìm cả gọi là cả km cũng chả thấy cái cục sắt nào đâu. Ok, thoải mái đi. 35 rồi. Về nung đống này cũng lên cả đống level rồi các bạn. Level 3 rồi nhá. Level 3 gathering rồi. Tí nữa mình có tạt qua ngôi làng cái không nhỉ. Hiện tại thì mình cũng đang cần các bạn. Đang, nếu mình thuần phục xong con rồng kia thì mình cũng cần luôn cả cái một cái ngọc Ender để có thể giúp mình. Ở đây có ngựa này. Quánh luôn. Quánh ngựa luôn các bạn để có thể lấy da. Chúng ta sẽ cần thêm da các bạn. Mình định làm hai cái bình canteen đựng nước thì chúng ta cần đến 12 da, hợp lý. Hợp lý. Ngựa. 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 Úi trời ơi. Con ngựa này khỏe lắm. Rồi. Ôi, như là ngựa này nó không cho mình ấy rồi, không cho mình ra rồi. Ngựa, ngựa. À đây à. Ôi trời ít thế. Đi đánh cái con kia nó còn cho mình nhiều ạ. Thôi bỏ đi. Chắc là làm tạm thời làm một cái canteen cũng được. Đó, chúng ta cần gỗ bạch dương này. Gỗ bạch dương chúng ta chế sang giấy. Đó, 20 giấy là được rồi, cần nhiều. Ok. Bây giờ mình chế tạo bàn chế tạo nhá. Sau đó thì chúng ta chế tạo cái cần câu. Câu luôn đây các bạn. Không biết là câu ở cái vũng này có không. Không biết nó có logic như ngoài đời thực không. Phải bắt buộc phải ra sông ra biển không. Ồ, quên mất. Ô thiếu. Thiếu một level các bạn. Trời ơi. Thiếu một level mình cứ tưởng là đủ rồi cơ. Ui bên này có con rồng này. Như con rồng nó thở lửa đây rồi. Ôi làng cháy đen thui. Ui. Không được. Uầy chạy. Đừng anh ơi. Đừng làm liều anh ơi. Thôi làm liều là thôi đấy. Xong em luôn đấy. Đi ngủ mới run luôn đấy. Đừng làm liều nhá. Làm liều. Rồi mình cần một level nữa bạn. Ok. Xíu kinh nghiệm nữa rồi. À đây con ngựa con này mình không đánh. Bên kia rồi, lại phải chạy sang tận bên kia rồi. Không sao. Chắc là mình phải câu tầm 3-4-5 con cá mà khá cá để chúng ta có thể tuần phục. Nói chung là rồng thì nó có thể là ăn thịt nữa các bạn. Chúng ta cũng có thể cho nó ăn thịt. Nhưng mà thuần phục bằng cá đi. Chúng ta có thể sử dụng thịt để chúng ta xử lý nó. Rồi. Ok, 9 này. Gathering. Rồi. Con này, ủa sang kia có con ấy kìa, Golden Mecha kìa. Con này con vàng các bạn. Ra quánh nốt đi. Quánh nốt con này đi, đang 9 rồi. Nó đứng lên cao. Nó đứng lên cao. Xuống đi mày. Xuống đi coi. Chạy độ. Chạy lên quận nhá. Tầm này nó chạy lên quận. À đây rồi. Bao nhiêu? 13 rồi. Ok, chúng ta đã được hai cái rồi các bạn. Hai cái canteen rồi. Đẹp. Chuẩn bài luôn. Đó, bây giờ là sẽ vứt cái gì đi nhỉ? À đây, vứt miếng cong cong này đi. Vứt cả cái hia đớt này đi. Cái này để chế cái medkit này. Mấy cái thịt này thì mình cứ mang về. Đó, bây giờ là câu cá, chuyên mục câu cá các bạn. Bình thường là mình thuần phục bằng cái mình bắt cá bằng cái xiên các bạn. Đó, bắt cá bằng cái xiên thì nó sẽ spear nó sẽ dễ hơn. Bởi vì là nó chỉ cần xiên mấy cái là được đống cá liền. Nhưng mà câu cá này sẽ mất thời gian hơn. Nhưng mà cái xiên thì chỉ có kiếm ở vùng băng tuyết được thôi. Khá là khó. Nên là giai đoạn khởi đầu thì chỉ có chấp nhận bằng cách câu cá thôi. Hai con cá và câu rất là đơn giản thôi. Không có gì khó khăn, mình cảm thấy rằng là nó không khó khăn như cái bình thường đâu. Khéo còn đơn giản hơn ý. Câu cái ăn ngay. Đâu, vừa nói xong đấy. Câu cái ăn ngay, cá tuyết, cá tiếc là đầy đủ ngay các bạn. Ngon lành cánh đào ngay. Ui chết rồi. Từ, hoa mắt chóng mặt buồn nôn rồi. Thế ta uống nước đã. Khổ thế đấy các bạn. Rồi câu tiếp. Mong là đừng phải câu phải cá nóc. Ba con cá rồi các bạn. Chắc là mình câu khoảng 5 con là ổn áp rồi. Không cần nhiều. Sau đó về nhà thôi. Đó. Ok. 4 rồi. Đó, các bạn thấy không? Câu cá lên level nhanh không? Các bạn thấy câu cá lên level nhanh không? Cứ mỗi một con cá tưởng chừng như kiểu là một level vậy. Có khi là mình bỏ cả tiếng đồng hồ ra chỉ ngồi câu cá thôi.
làm mấy chục level cộng lên attack này, xong rồi cộng lên defense này, mặc áo giáp kim cương, áo giáp sắt, vũ khí kim cương, vũ khí sắt các thứ, đơn giản mà đấy. Ui ui trời ơi, cá gì đây, cái gì đây, con baby gì đây, baby Atuo, con này, con này con gì, cá quỷ, cá quỷ ạ. À, cá quỷ, cá quỷ, mày tuổi gì đó ăn mì hả, mày làm sao thế nào à, xin phép ai chưa mà ngoi lên đây mà cắn tao. Trời ơi, câu ra đâu, chắc là con cá này cá to hả bạn, cá này không vùng ở, chắc là nó từ ngoài biển nó bơi vào đây đấy. Con của cá mập à? À, chưa thấy. Chúng ta câu thêm một con đấy, nhanh nhanh trời đã bắt đầu lạnh rồi, mình về mình ngủ nữa. Để cá cắn không, ngon, được rồi, cá tuyết à, đây rồi. Ok, chúng ta sẽ về nhá. Mình bây giờ mình sẽ vứt à, thôi chả vứt cái gì đâu. Ủa, ở đây có, chắc là vứt cái áo giáp chó cho chó bằng vàng đi. Ok, trứng rồng này, về đây. Ngủ cái đã, ngủ cái nhẹ đã, xong rồi chúng ta sẽ bỏ này ra nung cái này đi. Đó, trong thời gian ngủ nung cho nó ấm á, sưởi ấm. Còn cái đá này thì mình chắc là cũng, thôi cũng cất đây đi, sau này chắc cần tới. Rồi, ngủ. Bây giờ là ngủ này, sau đó thì chờ cái quả trứng rồng kia. Nói chung là mình đã cố gắng là chờ cho nó lung lay rồi nhưng mà vẫn chưa nở được đâu, cần thời gian rất là dài, hoặc là nó có thể nó nở luôn bây giờ mình cũng chả biết được. Mong rằng nó nở luôn để cho các bạn đỡ phải mất công chờ đợi. Mình sẽ ra vứt cái đá đi nhá. Ok, chúng ta sẽ cộng hết vào cái attack để chúng ta có thể dùng kiếm sắt. Chế luôn cái canteen nhá. Bây giờ chế luôn hai cái canteen này, đó, đỡ mất công chúng ta. Ôi, hay chế áo giáp da nhỉ. Thôi, bỏ đi. Mình có áo giáp sắt rồi, chế áo giáp da làm chi, trêu thế đấy. Còn chế áo giáp thì áo giáp bằng block lông cừu thôi, block len thôi, chứ còn giờ này chế áo giáp da làm cái gì không biết. Mặc cho ấm à, mặc cho mát à. Rồi, chúng ta bỏ cái gunpowder đi. Gunpowder, nói chung là mấy cái này mình cũng nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần thiết. Ôi, bỏ cái này đi, nhặt lại gunpowder, sau này cần thiết đấy. Ok, vứt cái gì đây, vứt cái gì đây, vứt cần câu à, không, không vứt cần câu được. À, bây giờ chúng ta sẽ chế cái ở đâu nhỉ, chết rồi, quên mất là chưa nung than gỗ rồi, than củi các bạn, cần than củi nhiều lắm. Rồi, tạm thời để đây đã. Bây giờ mình sẽ chế cái kiếm nhá các bạn, lên level 8, và cái này level 8, cái này level 4 rồi, còn 2 level nữa thôi. Thì mình chế tạm cái kiếm bằng sắt rồi. Mình đang tính rằng là mình, nếu mình có rồng rồi ấy, thì mình chỉ cần cái kiếm là nó sao nào? Thôi vẫn chế, chắc là vẫn chế cái kiếm dài đi, chém cho nó đau 10 đam này. Ok, chế cái kiếm dài đi. Oh, nở rồi. Lại đây nào em ơi. Ui trời ơi, ăn hai con mà chưa thấy sinh nhê gì. Rồi, có con nữa rồi. Ủa, đâu ta? Ủa. Mình vẫn lại vứt nhầm à. Xem lại nào, mất tích luôn. Xong rồi để nhá, mình cho nó ăn đã. Ôi, đây còn ba con này, mình cho ăn hai cái con sẽ đồ rồi, mình cho ăn hai cái con cá kia rồi, được rồi. Ok, vẫn chưa được à. Ui, vẫn chưa tên được bạn ơi. Ui, được chưa, vẫn chưa được các bạn ơi. Trời ơi, nó vẫn chưa thể nào mà thuần phục được này. Rõ ràng lên trái tim rồi bạn. Rồi xong mình rồi, đang bị chậm rãi này. Ôi dồi ôi, khó thế, phải làm thế nào phải cho nó ăn nhiều thịt thế mà. Cá cho ăn mấy con mà không được à. Đấy nhá, mình bây giờ mình làm cách nào đây nhỉ, làm cách nào để chúng nó có thể là, bên mình nhốt nó vào à? không có dây buộc đây. Từ ui thằng nào, sao nó toàn chạy lên đây làm cái gì không biết. Ô, con này đâu rồi, chạy nhanh thật các bạn thấy không, siêu nhanh luôn. Ta sẽ bật map lên để chúng ta nhìn thấy nó rõ hơn. Đây, nó đang ở bên đang hướng bên này. Trời ơi, con này hình như là nó phải lớn rồi. Rồi, không sao. Rồi mình thuần phục rồi. Ok, mình đã thuần phục được rồi các bạn. Thực ra là mình vừa lấy là mình sẽ có hai cái chế độ, một là để lên vai. Còn cái chế độ nó bị nặng ấy là mình ngồi xuống và mình bế nó các bạn, mình bế nó thì nó mới đây là nó bế, nhưng mà nó hình như nó chui vào bộ áo giáp của mình. Mình bế nó thì mới bị nặng như thế này này.
Còn mình cho nó lên vai nó sẽ nhẹ này. Nói chung là thuần phục được rồi các bạn. Đó, cái này là do cái tổ hợp phím của mình cài đặt thôi. Không sao, tạm thời để đây đã. Chúng ta có thể là cho nó ngồi bằng xương được phải không nhỉ? Thử xem nào. Rồi, ê đứng lại em ơi, đứng lại. Trời, các bạn thấy không, nó bướng không? Bướng hết phần của người khác. Mà ngồi xuống cho tao nhờ. Nhanh, khẩn trương. Nó đang bị cái tổ hợp phím từ á. Mình sẽ sửa lỗi cái này sau. Tạm thời cứ để ở đây, nó chưa lớn nên mình cũng chưa quan tâm lắm. Mình cứ tưởng là mình chưa thần phục được nó cơ. Đứng lại. Đây, tạm thời cho nó đây mà. Đẩy nó. Sao con này nó cứng đầu vậy? Nó cái giống gì mà nó cứng đầu vậy? Rồng ngày trước của mình ngoan lắm mà. Sao cái này giống gì chứ không phải giống rồng các bạn. Con này là con gì chứ? Đó. Chúng ta đẩy rồng nhất đây các bạn. Đẩy nó vào trong đi. Có gì thì mình còn không biết là con này nó có bị lạnh không. Nó có thích tắm không hả rồng lửa? Đó, mày rồng hệ lửa chắc là mày thích tắm lava chứ mày không thích tắm nước. Mày bẩn lắm. Cho mày xuống lava mày luộc mày luôn. Đó, cho nó xịn sò chưa? Ok. Đây, rồi, để đây nó được rồi các bạn. Để đây ok rồi đấy. Đây này, cái vừa nãy là mình sử dụng nó. Tại sao nó bị nặng? Đó là mình sử dụng cái chế độ đó là B các bạn. Đây, B kiểu này nó sẽ bị nặng. Đó, vừa nãy là mình, đấy, B kiểu này nó bị nặng. Còn bình thường là đặt, đấy, bình thường là mình cho lên vai nó sẽ rất là nhẹ. Mà nó không bị làm sao, mình cứ tưởng là không thuần phục được cơ. Nhưng mà không, mình đã bị nhập, bị sai các bạn. Rồi, rồi. Đấy, bây giờ chế cái kiếm grid nhá. Chế cái kiếm dài đã. Chế cái kiếm dài, con rồng hiện tại nó đã có thể đi đánh nhau được rồi. Nhưng mà để cho chắc chắn hơn nữa thì mình chờ nó lớn hẳn lên rồi mình mặc áo giáp cho nó ngoài đi chiến. Lúc đấy, trời ơi, thế giới này là của noob. Chấp hết các bạn. Chấp hết, tầm này là chấp hết rồi. Mình sẽ chế tạo một cái, ui, chưa sử dụng được cái kiếm này. Mình sẽ chế tạo một cái dương để tạo kho đồ ở đây. Còn cái ngôi làng kia thì không sang được rồi. Ngôi làng kia là có rất là nhiều rồng ác ở đấy rồi. Thế nên mình sang giờ này chỉ có tìm những cái chết thôi. Để nó xử đẹp mình ngay. Rồi, ok, chúng ta tiện thể chế luôn áo giáp rồng. Chắc là chỉ chế tạo được cái sao nào, cái áo giáp bằng sắt thôi. Úi giời, đâu nhỉ? Cái áo giáp bằng sắt đâu nhỉ? Chắc là đây, chúng ta ấy sắt đi. Đây, hiện bằng sắt đi cho dễ. Thôi, nhiều đồ chế bằng sắt lắm. Ui, cái khiên à, cái khiên này làm từ vảy rồng này. Đó, để chế in cưỡi các thứ. Đây, cái này phải không? Cần 3 block sắt. Ok, 3 block sắt, có liền các bạn. Có liền ngay. Mình chế trước thôi, mình biết là con rồng mình chưa lớn nên là chưa thể nào mà mặc được. Nhưng mà cứ chế trước tiện đây thì chế luôn. Đỡ mất công, sau này mất công đi, nó lớn lên mình không thể nào. Mình lại mất thời gian mình chế. Đó, đây, áo giáp sắt cho rồng đây rồi. Bỏ vào đây luôn nhá. Bỏ cái sắt này vào đây này. Cần level 8 à. Ui cái này cộng 15% attack dam này. Ngon thế. Tính ra là 10 dam này là mình được 1,5 dam nữa. Cộng thêm 1,5 dam nữa. Xịn thật. Tính ra là 11.5 dam. Nhưng mà cái này là trừ độ xa à. Ui, trừ 1 à. Không sao, không sao. Chúng ta tấn công cao được. Xịn sòi là được. Ok. Cái này nung xong chưa? Rồi, bây giờ nung thịt này đi. Cất này đi. Bây giờ là đi đi kiếm à, đi chặt gỗ bạn. Chặt gỗ để chúng ta có thể là làm cái lọc nước. Lọc nước. Đi đường này đi. Chỗ này có nhiều gỗ này. Chặt luôn gỗ. Con rồng thì chưa lớn được đâu. Tập này mình nghĩ rằng nó chưa thể nào mà lớn nhanh được. Thế là chúng ta cứ bình tĩnh. Tập sau chắc là mới có thể là mang rồng đi đại chiến được bạn. Ui. Bằng nào gỗ ta? Nhanh lên, trời đang lạnh lắm rồi. 10 à, 10 là được rồi, 10 than gỗ là được rồi, không cần nhiều. Mình cũng đang khát nước này. Uống cái đã. Trời ơi, cái vùng này khắc nghiệt thế. Toàn bị lạnh thôi. Giờ này mình mà muốn mang con rồng này đi, chắc là mình chỉ có phải đi tìm con người Ender thôi bạn. Chỉ tìm con người Ender mới giải quyết được vấn đề thôi. Bỏ đây. Ăn cái thịt này xem được cái gì nhá. Thịt trái tim luôn bạn. Ôi ôi. Ô, không tăng gì à? Chả tăng cái gì bạn. Thịt trái tim, thịt của con venison này. Con hươu. Giờ mình cho nó ăn thịt đi. Không biết nó ăn thịt này không? Ồ, ăn luôn mà, ăn ngon. Cứ cho nó ăn đi, ăn cho lớn nhanh. Rồi, hai cái than này được. Ok. Lọc nước liền. Đó, chúng ta có nước sạch uống rồi. Thấy nhanh không? Mọi công việc là núp thực hiện rất là khẩn trương và nhanh chóng đấy.
thể nào mà chậm trễ từng giây từng phút được. Ok, lọc thêm cái nữa này. Rồi lấy than này. Ôi trời đời, full rồi. Sao mình nhặt cái quả thông này làm cái gì không biết. Rồi, 9 cái lọc nước là được rồi. Bây giờ cất vào đây đã. Len liếc này, chỉ chiếc này. Da này cũng cất vào đây đi. Mấy cái giáp ngựa với cả giáp cho con chó này, chắc là mình cũng vứt vào đây. Lông lông gà nữa này, stick này. Đó, obsidian này. Tạm thời hay là mình chế luôn. À không được, không được, không, hết sắt rồi, hết sắt rồi. Chế luôn cái máy station thì cũng được thôi. Ok, lấy level attack nào. Chúng ta hiện tại level 5 rồi, chúng ta cần 2 level nữa là ngon rồi. Là sử dụng được thanh kiếm sắt rồi. Tập này nói chung là chúng ta làm bình thường thôi. Ui, cái này không có nha. Từ đây nha, mình sẽ dịch chuyển qua đây. Mình sẽ dịch chuyển qua đây là bắt đầu đi xem là khám phá chỗ này đã. Chỗ này vừa nãy là bên này là, ui, bên này là có ngôi làng nhưng mà bị rồng các bạn, bị rồng nó chiếm đóng. Thế mới cay chứ nhở. Mình tưởng là mình đâu đó ra đây loot được ít đồ. Ồ không sao, thử nhá. Thử qua đây bạn, thử qua đây xem nào. Loot được ít đồ ngon. Thử qua đây xem có nó có đánh mình không. Biết đâu lại không đánh mà mình loot được ít đồ. Ui cẩn thận, cá có cá nha, mấy con cá. Mấy con cá ác là nó cắn vào mông mình đấy. Để mong là đừng con nào cắn. Mình sợ lắm. Rồi không? Tự nhiên đâu xuất hiện hay là buổi tối nó mới xuất hiện nhỉ? Chắc là buổi tối rồi. Rồi đi sang bên này. Ngôi làng này đang đẹp mà tự nhiên đâu ra có con rồng ác. Cứ đợi đấy, chả con rồng mình lớn lên nó mình tiêu diệt nó luôn. Đó các bạn thấy không? Làng này xịn này, có golem, có golem hiện đại nhưng mà vẫn không làm gì được rồng. Con golem này chắc là không đánh được rồng đâu. Ui nó thở này. Nhìn ghét không? Nhìn trông ghét không? Nó thở kìa đấy. Mấy anh golem bó tay luôn. Mấy anh golem bó tay thì mình cũng bó chân luôn chứ làm thế nào được. Đó, loot được cái gì thì loot các bạn. Ui, dương này không có gì luôn. Kiếm ăn được cái gì thì kiếm ăn các bạn. Nhanh khẩn trương về đó. Biết đâu bất ngờ ra đây nó giết cho cái chết luôn, chết queo luôn. Ui, chỗ kia có cái ấy kìa. Để nhá, mình đi né né ra. Chắc là, ui. Vừa nói xong. Ui, bị chìm rồi. Chết rồi, con này nó ui, con này nó chơi ác thật. Ui, nó khiến mình bị nặng và nó sẽ khiến mình gọi này là chìm dưới nước các bạn. Ui, có con nào đấy. Này. Ây, ây. Ui, ui, con cá gì đây. Ui, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hút, 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 hút. Ui, ghê vậy. Ui, đang bị sặc nước, đang bị sặc nước. Ui, trời ơi, dưới sông này nhiều con nguy hiểm quá. Hè luôn. Con này ghê vậy. May mình sống sót trở về. Rồi, chỗ này là cái khu vực gỗ này. Chỗ này nhiều gỗ lắm. Mình sẽ lấy hết đống stick này về. Ok, ngon, loot được đống đồ này cũng gọi là khá khẩm. Cái này chỗ này toàn gỗ thôi. Rồi. Rồng, rồng, rồng. Rồng các bạn. Mình nghe thấy tiếng tiếng rồng mình sẽ sợ sợ. Không biết tối này nó có quánh không. Từ nhá. Ui người lửa kìa. Mấy con quái vật lửa kìa. Ở đây là golem chịu rồi. Golem bó giò rồi. Golem. Ui người Ender kìa. Ngon. Xử lý nó luôn các bạn. Lấy ngọc Ender. Lấy ui chết rồi. Con kiếm. Không sao. Chơi liều á. Liều ăn nhiều nhá. Hello. Hello my friend. Đánh nhau đi. Lại đây nào em ơi. Cho tao xin một viên thôi, một viên ngọc. Ngọc Ender thôi. Ra đây em ơi. Cái này làm sao đấy. Ê thằng nhóc. Đánh nhau không? Đó, từ dụ lên đây. À đây rồi, thằng nhóc. Mày đang cầm, mày. Ui đây rồi. Ngon. Về. Thôi không phải nữa, ra đây loot đồ bạn. Trên này là cái khu, hình như là khu farm này. Trời ơi, bên này, ở chỗ này là zombie nó chiếm hết rồi. Wow, thức ăn quá trời nè. Tội gì mà không lấy các bạn. Không lấy thì lại đâm ra bảo mình hiền. Mình không, mình chê à. Rồi, ok, lấy hết đi. Lấy hết đi các bạn. Chỗ này có sách này, có sách nhiều này. Ui dồi ôi, sách vở các thứ này. Oh, cà rốt, ấy cá. Con cá. Trời ơi, hợp lý các bạn.
lấy là bỏ phí cuộc đời ngay đấy. Rồi lên đây thử xem nào, có gì trên này không? Không có, không có nước à? Không không không. Khoai tây mình cũng không lấy các bạn. Một kiếm sắt này. Táo 25. Ui, nhiều táo thế. Cung này kiếm sắt này thôi, chắc là kiếm sắt là mình cũng không lấy thôi. Đi chuyển về đây. Ok. Là về đây ngủ nào. Đó, dòng mình là có đống cá ăn rồi, 6 con cá. Nhiều đấy. Ok, 6 con cá chúng ta chế tạo luôn cái amulet và chúng ta bắt đầu có thể là đưa dòng đi muôn nơi được rồi. Tầm này là đưa dòng đi muôn nơi, đưa dòng đi chơi rồi. Ui, táo này, cả đống táo luôn, táo vàng, táo huyết các thứ này. Đó, level 4 thôi. Biết thế là vừa lấy mình đánh đi mấy con zumbi ấy, mình sợ. Mình sợ bị chết các bạn. Rồi, cất ở đây đã. Thôi, chế luôn đi. Tiện đây thì chế luôn 6 cái. Ui, bạn thấy không? Vừa đẹp luôn, vừa đẹp luôn. Nung thịt lên, nung thịt này lên. Bây giờ thì mình sẽ chế cái amulet nhỉ. Amulet nè. Cái này như là cần đâu, cần cái gì nhỉ? Đá này. À, sợi chỉ này, có sợi chỉ liền. Sợi chỉ thì đơn giản. Đá thì giờ này chế là được mà. Xong, easy gaming. Quá là easy. Rồi chúng ta chế kiếm đá luôn mà. Đào nhiều nhiều đá xíu. Vẫn chưa sử dụng được kiếm sắt, nên là phải dùng kiếm đá. Tí nữa đi farm lên kiếm sắt là đẹp. Okay. Chế tạo đá nào. Đá cuội. Rồi, chín đá. Bây giờ làm cái cúp này. Làm cái cúp. Ok, làm cái kiếm này. Đó, xong rồi để một viên đá nữa là xong. Thế là được. Đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta chế tạo cái amulet và chúng ta có thể mang rồng đi muôn nơi được rồi. Đó, bắt liền mà. Ngon ngay. Đó, trời ơi, con này thì mình con này con cái thôi. Nhưng sao cái hay được cũng thế à? Mình có thể chuyển đổi giới tính cho nó được, cái là cũng không quan trọng lắm. Cái hay được thì nó vẫn sẽ giúp ích cho mình rất rất là nhiều. Chúng ta nên không nên coi thường bạn. Dù gái hay trai, như thế nào cũng là ok. Rồi bây giờ thì mình chắc là tập sau thì mình bắt đầu đi mang rồng và đi di cư đó bạn. Mình đã đi di cư tìm đến một cái ngôi làng hoặc một chỗ nào nó gọi là thuận lợi, hợp với điều kiện tự nhiên các thứ. Chứ ở đây lạnh lắm, mình không thể nào sống được đâu. Ok, thì có lẽ rằng là tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Ngày hôm nay thì mình cũng chỉ xoay quanh cái công việc đó là chăm sóc rồng này, sau đó thì làm những cái công việc cần thiết liên quan đến con rồng đấy, để cho tạo cái điều kiện cho là tập sau thì cố gắng là nó sẽ lớn lên và mang đi chiến cái tháp đầu tiên ạ. Không biết là chiến được cái tháp đầu tiên không, nhưng mà đại khái là lên kế hoạch là như vậy. Ok, thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh của Noob nha, và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và hãy thể hiện tinh thần yêu series Vua Rồng phần thứ 2 này thì bằng cách là ấn like thật là nhiệt tình nha. Và xin chào, gặp lại. Bye bye.